Xin chào cả nhà. Hello everyone, welcome to Xuân Vương Channel. Cảm ơn cả nhà đã ghé Xuân Vương Channel nha. Mình xin chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ bên gia đình nha. Best wishes to everybody. Thank you for supporting me. To all my friends, all my international friends. Cảm ơn cả nhà nha. Mình gửi lời cảm ơn tới cả nhà đã ủng hộ mình suốt thời gian qua nha. Hôm nay thì mình có đi chợ, mình không có nấu gì hết, mình mua dèm trang trí thấy cho nó đẹp chút xíu thôi. Mình có đi chợ mua bò kho nha cả nhà, với lại cánh gà chiên nước mắm. Rồi bây giờ mình sẽ ăn bánh bánh mì bò kho với lại cánh gà chiên nước mắm nha. Thì mình đây có một chén nước sốt cay nha, chua cay. Rồi mời cả nhà ăn chúng mình nha. Mình sẽ bóc tay nha cả nhà, tại vì ăn cánh gà thì phải bóc tay. Rồi bò kho cả nhà mình mua đó, đây mình sẽ lấy lên cho cả nhà xem nha. Đây mình trang trí nó dữ quá. Đây nè, họ để nguyên cái ớt mình sẽ bỏ qua đây nha, chút mình ăn. Họ để nguyên cục to như vậy nè, đây cái bắp bò nha cả nhà. Đó, bắp bò nha, đây nè. Đó, bơi cho bá lửa luôn, còn khói nguyên lúc nha. Rồi đây thì sẽ có gân bò nè cả nhà. Đây nguyên cái gân bò luôn. Mình để cho cả nhà xem á. Với lại cắn vậy cho nó hấp dẫn ha. Chút cũng phải cắt ra thôi chứ cắn. Còn cái này là cái bụng của bò Việt Nam kêu là phải nạm không? Ở cái bụng mà mở mở dai dai đó mình. Ý cha. Wow. Nhưng mà nó cổng luôn. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ăn cái nha. Ăn gì trước đây ta? Thôi ăn cái bắp bò nha. Đây. Bắp bò nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Đây. Mềm. Vừa ăn nha. Mềm mà kiểu không mềm quá. Mềm vừa ăn rồi. Wow. Ngon quá. Ăn cộng hòa lý luôn nha. Ăn không? Ngon hợp. Bây giờ mình sẽ chấm nha. Chấm lúc luôn. Rồi mời cả nhà nha. Wow. Ngon quá cả nhà. Mấy thằng nhóc con, thằng con mình với bạn nó tới chơi mà nó ồn dữ sợ. Nó chơi với đầu mình nó la chung chung. Đây mà cái nhà nữa nha. Cắn mấy ớt nha cái nhà. Rất ngon, rất cay. Ngon lắm. Cắn mấy ớt mới nha. Ngon quá nhỉ.
Ăn cái gì cũng phải có ớt, ngon. Bánh mì vậy cả nhà, mình nướng thôi. Sẽ chấm vào đây nha. Dữ luôn. Ngon quá. Nước sốt ngon. Lâu lắm rồi mình không có ăn bò kho cả nhà. Cái này mình ăn được cái gì có nước cốt dừa đó. Không phải nước cốt dừa mà cái gì nước dừa trong nó ngọt. Ngon. Ngon cái nhập. Ngọt kiểu nó có nước dừa trong. Mình sẽ cắt chân ra nha cả nhà. Ngon quá. Đây, mời cái nhà miếng gân nha. Chấm hết luôn. Chân này nó vừa ăn cả nhà, nó không có mềm quá cũng không có dai nha, vừa chúng ta vừa ăn được. Ngon. Chấm một cái nhẹ mà cái nhà nha. Quá ngon. Bây giờ mình sẽ ăn tới cái nạm bò nha. Nguyên một miếng luôn. Nó lì ăn không mà cả nhà. Thử cắn nha. Mời cả nhà nha. Đây. Vừa ăn sưng sật nha cả nhà. Ngon thiệt. Nhiều quá. Ngon thiệt luôn. Không sao mắt như bò. Ngon cả nhà. Lâu lắm rồi. Lâu lắm không ăn bò kho nha.
Thôi quá. Có cái đỏ nha. Ngon không? Cái phần bò kho này cả nhà có 15 đồng rẻ không mắc, tại vì là tính hai cái miếng bắp luôn á. Mình ăn một cục, nãy rồi còn một cục, cân cho một cục to với đây cục nạm á, cho nên là mua về ăn rẻ nha con. Có cánh gà mắt. Cánh gà này có nhà mình mua đâu, 9 cánh không? Mình mua 8 cánh cánh gà cả nhà là 30. 8 cái miếng gà. Không. Mình nói lại 8 cánh cánh gà là 28 đồng, 24 đồng. Có mua sáng không nhá. 8 cánh cánh gà mình mua là 25 đồng. Cánh nó to. Đây. Mình sẽ bóc thịt ba luôn nha. Đây, canh gà chiên nước mắm to đùng luôn. Mời cả nhà nha, ăn hai cái cánh này là bay được luôn á. Đây coi nè, nó bự sắp bằng bàn tay của mình luôn. Đây này giống như cánh gà tây cả nha, không phải cánh gà nữa. Đây mời cả nhà nha. Vừa ăn mình thích ăn cái sọng đó, ngon, thơm, thơm mùi tỏi á, mùi nước mắm nè, vừa ăn. Con tím nè. Ngon. Thank you.
Ngon cả ngập, cánh gà ngon, làm vừa qua khẩu vị của mình á. Cả nhà ơi, hôm nay mình ăn review cho cả nhà xem nha, bò kho, bánh mì với lại cánh gà. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ mình, cảm ơn cả nhà nha. Xin chào cả nhà, hẹn cả nhà lần sau. Bye bye.